nhìn nhìn lại cái pháp Phật đó, nó bao trùm hết trơn nè à. Nó dường như thế, không có thế pháp thế gian nào mà không có trong pháp Phật hết trơn á. Bị Phật pháp bất ly thế gian pháp mà. Mình nghĩ là nó hay những cái chuyện. Rồi sau đó thì hai người què người chọt đó mới dụ đi về người hút phân. Hút phân là ông trưởng giả muốn gần đứa con, cho ông trưởng giả phải mặc áo cũ kỹ, cũng phải cầm cái mo cao hút phân. Những cái đó mà hồi xưa mà chư tổ mà ngồi mà nặng cái đầu ra mà nhập định mà giết cái đó đâu có vừa đâu. Mà mình cái hàng hậu lai của mình ngày nay, cái ví dụ như người theo Nam truyền thì cái đấy mấy cái đó là do mấy ông tổ bịa ra, nói tội dữ lắm á. Bởi vì cho nên nhiều khi mình tội đâu mình không thấy, nhưng mà thật sự đó đó là mình phỉ báng. Phải chi mà nói cái gì mà sai á thì mình phỉ báng được, còn những cái đó đó mình không hiểu mà mình nói về kinh Bát Hoa là ngụy tạo hay là kinh Di Ma Cật. Ví dụ Di Ma Cật đi, nội kinh Di Ma Cật pháp môn bất nhị thôi là cái đó cũng chết nữa. Ví dụ như lúc bấy giờ thì ngài Di Ma Cật mới mời hết các chư Bồ Tát lại, mà hết các chư Bồ Tát hay các ông hãy trình bày cho ta nghe cái pháp môn bất nhị. Lúc đó ông bệnh mà ông bệnh, ông thị hiện bệnh đó, ông giả bệnh đó. Giờ ta bệnh hoạn, người ta đau ốm vậy, ta muốn nghe là pháp môn bất nhị, vậy mong các Bồ Tát trình bày cho ta nghe. Thì Bồ Tát này trình bày nào là được cái mắt là hai, là bây giờ phải pháp thì bây giờ mới phi vượt lên được và mắt rồi. Phiền não với Bồ Đề là hai, sanh tử niết bàn là hai, phải với quấy là hai, thiện với ác là hai, là trình bày để mà cho nó vượt, nó gọi là siêu việt. 32 người nghe, 32 người trình bày nghe, 32 vị Bồ Tát lớn không nghe, chứ còn nghe, lúc bây giờ là thinh văn là nói không nổi rồi. Bồ Tát không á. Cuối cùng tới Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù quốc đó là hỏi ông trời ngài Di Ma Cật này, cư sĩ Di Ma Cật. Vậy thì theo như ông muốn nghe pháp môn bất nhị mà các Bồ Tát đã trình bày vừa qua thì theo Di Ma Cật thì cái gì gọi là bất nhị? Ông im lặng. Nó mới chết người, ông im lặng. Bởi vì lúc này hết hết ngôn ngữ rồi. Nó thành ra mới mình mới, từ đó đó mới 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 hiểu lại là hồi thời Đức Phật, khi mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề á, thành Phật rồi, trong 49 ngày thành Phật rồi đó, rồi Phật đi coi như là chắc chắn là thành tựu quả Bồ Đề rồi, rồi đứng lên là coi như là ngài tiên thiết là nhất thiết chúng sanh cựu hữu như Như Lai Đức Tướng nghe, là khẳng định là tất cả chúng sanh đều có phước đức trí tuệ Như Lai, cựu hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng, xong là chúng sanh nghe như đu như điếc. Cuối cùng là thôi ngài ngồi trở lại, ngài ngồi trở xuống 3 tuần lễ mới đứng dậy đó nha. Thêm 3 tuần lễ đó là im lặng, là không nói một lời, để ngài tận hưởng cái lạc thú của cái sự mà thấu hiểu đó, yên lặng đó. Thì cuối cùng á, hàng chi cho tới cái ngày mà sắp viên mãn Thế Tôn á, có người hỏi hỏi theo hỏi Thế Tôn là bao nhiêu năm qua Thế Tôn thuyết bao nhiêu pháp, vậy giờ pháp gì là chân thật, pháp gì là không chân thật, pháp nào là tiểu, pháp nào là đại. Cuối cùng Thế Tôn khẳng định mấy mươi năm qua ta đâu nói một lời. Ghê chưa? Nhưng mà nếu như mà không có nhờ những cái bộ kinh này làm sao giải thích cho nó ra tường tận đây? Đủ thấy rõ chỗ đó không? Nếu như vậy thì cái ngày Đức Thế Tôn thành đạo rồi, 3 tuần lễ là 21 ngày Thế Tôn không mở, là không mở miệng, không nói chuyện. Bởi vì đạo nó không còn văn tự ngôn ngữ để trình bày. Còn ngôn ngữ, còn văn tự là nó còn đối đãi à. Ít nhiều cũng phải còn cái sự suy nghĩ trên não. Thành ra nó giống như bây giờ tôi có giảng kinh thuyết pháp có hay không hay gì chăng nữa thì nó cũng mới có cái mặt tương đối thôi. Cho tới một ngày nào đó thành Phật rồi đó là không cần, không còn lời nói, nó mới là chính là đắc đạo đó. Rồi bây giờ là mình mới có ngộ, mình mới có gọi là kiến đạo thôi. Kiến như mình mới thấy thấy cái ánh sáng đó, nó le lói bao nhiêu bóng đêm, bao nhiêu đêm dài trường viễn kiếp. Vậy thì bây giờ mình thấy rồi, mình thấy mình rồi, mình nói lại cho mọi người thôi. Chứ còn mà khi mà chạm được tới đó rồi, không còn cái ngôn ngữ để trình bày. Không hiểu không? Cho nên vậy mà khi Thế Tôn thành đạo 21 ngày, Thế Tôn ngồi im lặng 21 ngày nữa đó. 49 cộng với 21 nữa là bao nhiêu ngày? 70 ngày hả? Như 70 ngày mà ngồi tịnh tọa đó. Nhưng Rồi mà xong Đức Thế Tôn mới đi dặn cái năm anh em xong rồi Thế Tôn bắt đầu sau 21 ngày, bởi vì mới nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật á,
là 21 ngày đó là Phật giống như nhập định để mà nói kinh Hoa Nghiêm đó, là từ cái câu mà nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, con câu đó mà nó ra bộ kinh Hoa Nghiêm á. Rồi thứ bắt đầu từ đó thì bắt đầu mới chia ra là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ phước đức trí tuệ Như Lai, giống như là mặt trời chiếu chung vậy nè. Sau đó thì bắt đầu á hình thành bộ kinh Hoa Nghiêm, thì sở gì để nói là cái chỗ nhân duyên, lý nhân duyên. Mà lý nhân duyên thì nó có sở nhân duyên duyên, tăng thượng duyên, vô gián đẳng vô gián duyên. Rồi từ ba cái duyên đó rồi ngài mới nói cái thập quyền duyên khởi. Thập quyền duyên khởi xong mới nói cái gọi là lý pháp giới, sự pháp giới, sự sự pháp giới, lý sự pháp giới. Đó, những cái vậy nó hình thành ra, sau này nó hình thành ra một cái hệ thống kinh Hoa Nghiêm. Chứ không phải ngài nói một ngày nào bữa nay ta nói kinh Hoa Nghiêm thì không có, nhưng mà gom là những cái tư tưởng đó đó. Nhưng mà tới kinh Hoa Nghiêm thì cái đời mà đầy đủ nhất á, là do ngài Hiền Thủ Đại Sư á, là do bà Võ Tắc Thiên bà bỏ ngân khố ra để mà kết tập lại thành nguyên bộ bộ kinh Hoa Nghiêm gốc á, cho tới năm đó mới hoàn thành á. Thành ra nó muốn nói chuyện đạo á, mà mấy thầy á mà không có biết cái gọi là thập quyền duyên khởi thì thôi đừng nói chuyện, nói chuyện chơi thôi chứ không nói đạo khi khôn gì chứ. Mà thậm chí bây giờ tôi cũng nói thiệt là tôi ngồi dưới bầu trời xanh tôi nói chứ tới bây giờ mà tôi còn chưa hiểu nổi hết cái thập quyền duyên khởi đó. Thập quyền hay thập nhị quyền? Thập quyền 10 cái. Có 10 cái thôi thầy. 10 cái, còn thập nhị nhân duyên là cái chuyện khác nữa. Cái này thập quyền duyên khởi. Rồi á, ví dụ thế nào là nhân duyên? Nhân duyên rồi sở duyên duyên, rồi đẳng vô gián duyên, và mấy cái đó nó sâu sắc lắm. Nên cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà thật sự ít ai giảng là vậy, nó khó giảng. Bởi vì sau đó nó mới hình thành ra ông Thiện Tài Đồng Tử đi cầu 53 vị tổ đó, trời nó dài lắm. Với câu Phật tại tâm là về sau này chứ hồi đó Phật đâu nói vậy đó. Đúng không? Rồi sao rồi nó giác ngộ là do tâm, chứ Phật là giác ngộ, là tỉnh thức chứ không phải là nói ông Phật. Phật ở đây không phải chỉ cho ông Phật cố định, mà chữ Phật là giác ngộ tỉnh thức. Khó lắm, Phật pháp bây giờ nó nhuộm hết cái màu mê tín rồi. Bây giờ có nói cỡ nào đi nữa cũng trầy trầy trật trật thôi, cũng hy vọng mà còn lại một hai nhà trí thức thôi chứ khó. Bởi hồi xưa Đức Phật đã khẳng định rồi, người mê nó nhiều như lông bò, người giác nó ít như sừng bò, nó có dễ không? Đó, giờ tôi nói vậy thôi chứ thiệt ông á, tôi cả thậm chí bản thân tôi còn chưa thấm đâu nữa, tương trao chưa thấm, đừng nói chi người đời nó bao nhiêu chuyện ăn mặc ở ngũ ỉa, nhiều việc lắm. Nhưng mà thôi, quan trọng là một đời của mình á, mình cố gắng mình học được cái gì học, hiểu được cái gì mình hiểu. Rồi bởi vì mình đã trường viễn kiếp tử sanh rồi, có nghĩa là bao nhiêu đời dài thì cái chuyện sanh tử rồi, chứ không phải đợi bữa nay mà mình phải lo sợ. Cho nên là hiểu cho cùng, suy cho tận cũng không lấy gì lo sợ. Có sai thì sửa, có trật thì đầm lại, giống như quýnh tướng sắc vậy đó. Ha, cứ ngồi tướng sĩ tượng xe pháo ngựa, cứ nhiêu đó làm tới vậy, mà nếu lỡ hết tướng thì phải phục một lòng sao? Phải xếp bài xào 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 rồi tiếp tục quýnh cả ngày cả đêm cũng như đó, giống như bàn cờ tướng vậy đó, quýnh hết đời này tới đời khác. Cho tới ông gì trên trời mà xuống coi đánh gà tướng đó, ông gì đó hồi xưa có nói ông gì lão quân gì đó, mà rồi cũng đâu có ông nào mà số một đâu, quýnh hoài có nhiêu đó nó cũng gặp ngang gặp chéo rồi đi tới đi lui vậy thôi, mà hết đời thế hệ này tới thế hệ khác rồi thôi. Cái đạo Phật hay lắm. Sư tôi coi kinh nhiều lắm mà giờ quên hết rồi. Ta coi cái địa tạng kinh cũng có nè. Đến thầy tạm còn tạm quên nữa, đừng nói chi bà. Thầy mới có bốn mấy tuổi đó mà còn quên nữa đó. Thầy bà lại quên nữa. Tổ sư Quỳnh Giác ông nói cao hơn, ông nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sanh tử du du vô định trị. Vô định chỉ đó. Chỉ nhưng mà đọc nó thành ra nó giống như chị đó, chỉ. Sanh tử du du vô định chỉ, rồi nó không có dừng á. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng di nhẫn nhục tiên.
Nhớ sao người thông dịch ông nói là diệt sanh tử, nói sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh tử nó lững lờ trôi. Bằng chứng bổn sư ta là Phật Quốc Sư đó, đã nhiều kiếp phát tâm lành, từng làm tiên nhẫn nhục tu hành, thời đức nhiên đăng cổ Phật. Không có sợ gì đó. Nếu mà mình hiểu rồi cái chuyện tử sanh không có sợ. Chỉ sợ có cái á, là bây giờ mình tạo cho cái ác nghiệp nè, rồi mình vô minh nè, mà tối cho nên mình chung tầm bậy tầm bạ, nó móc nó liền không á, rồi mình tức lên, rồi cứ vậy mình chắc chồng cái tức tối đó, rồi mình hận thù, rồi mình mất cái kiếp người thôi. Cho nên kiếp này các ông cứ, các Phật tử cứ làm cho nó trọn năm điều Phật dạy đó thôi, đừng có giết người. Chứ đừng nói là giết con vật thì Phật sự ra Phật cấm là đừng giết người. Đừng có gian tham trộm cắp mà đáng cái tội mà để mà nghèo bần cùng khốn khổ đó, nghĩa là cái tội tử hình á. Còn cái chuyện mà lâu lâu mà có giật nợ, giật hụi dây hai dây đâu có nhầm gì hết trơn á, nó thiệt. Cái thứ đó không có gì hết, thế gian nó rủa mình là mình hết tội à. Thí dụ giờ á, bà cụ đó làm hụi đi, rồi bà lỡ rồi nó giật bà, rồi bà giật nó, rồi nó chửi bà là què đó. Hả, nó đừng chửi là mình bắt nợ nó, mà nó chửi là què đó. Nó thẳng vậy à. Bởi vì mình nói cái lý đàng hoàng thôi. Mình đâu trên đời đâu muốn giật ai đâu. Tôi nghèo, tôi giàu, tôi giật mấy người làm gì. Mà chưa gì nó la quải quải lên, nó giật tôi rồi nó giật rồi, giật cái bể nạ nó trù mạc mình không thì thôi là què rồi đó. Không có tội lỗi gì hết trơn, nó thiệt tôi thì tôi nói thật sâu xa. Cho nên chừng nào mà ăn cắp cái tội mà gọi là đáng cái tội mà tham lòng làm từ tiền gà nước, tiền công cộng, tiền của dân mà đáng cái tội tù, tội tử hình á, tù đó giờ nó cấp tỷ Việt Nam đó. Nó tham nhũng đó, thì cái tội đó mới là cái tội, đúng không? Rồi đó, đó là trộm cắp, tà dâm. Nói vậy thôi chứ nếu kẻ không chồng người không vợ, kẻ có rượu có thịt chung vô nhậu cũng không có tội lỗi gì. Bởi vì con người phát sinh từ đó mà, giờ tôi nói thoáng ra vậy đó. Nhưng mà thí dụ như mình ăn thế gian, tôi nói cậu ăn phải khéo quẹt mỏ cho nó sạch, thấy không? Hiển nhiên ai cũng có cái tánh bảo thủ, vợ thì nó cũng muốn chồng nó của mình, còn chồng thì cũng muốn vợ của mình. Mà xưa nay người Á Đông thì Ấn Độ là người Á Đông mà, Ấn Độ thuộc khu vực Á Đông, thì xưa nay là đàn bà con gái là chính chiên một chồng, ví dụ vậy. Thì đàn ông thì cái hiển nhiên đàn ông nào mà không lăng nhăng nó không phải là trượng phu, nó thật sự ra vậy. Mà lăng nhăng thì có quyền quyền lăng nhăng, nhưng mà điều cái mình nói xin lỗi chứ đừng có phá gia can người ta, đừng có làm cho người ta đau khổ, rồi với hai nữa là đừng có gì đó, đừng có vô trách nhiệm đó với người ta thôi. Kẻ có rượu có thịt chứ, rồi hùng nhau nhậu là cái chuyện lý đương nhiên, không có chuyện gì đó. Tôi nói theo kiểu tôi, vậy ai có chửi thì chửi, nhưng mà tôi không chủ trương nghe, nhưng mà nói rõ ràng vậy đó. Rồi cái giới thứ tư là giới nói dối. Nói dối là gồm có không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thiêu dệt. Bây giờ đó, nói chứ xã hội này tôi đố ai mà không nói dối á. Phải nói mà giờ ở Mỹ này nè, đố ai mà không nói dối. Nhưng mà nói dối thì cũng tùy cái hoàn cảnh. Đó, tại vì giữ thêm 5 điều á. Vô nhà nói. Thầy cứ giữ 5 điều đó là tốt lắm rồi, là đủ lắm rồi thầy, cũng thành người trở lại rồi đấy. Bởi vì nói dối đó, ví dụ nó tùy hoàn cảnh. Bây giờ ở bên Mỹ này mà giờ nói thiệt đi, nói thiệt đi, cười đói không? Nó cũng cái tùy cái quyền cái hoàn cảnh mà mình nói dối mà không hại cho ai nó, thì mình nói. Còn hai là nói dối mà có lợi cho người. Ví dụ như thời ông Tổ, ông đang ngồi đó, cái có con ông thợ săn nó bắn con gì đó, con thỏ đi. Cái nó thỏ nó quảng hồn, nó chạy, nó chui vô cái áo của ông Tổ á. Dạ. Cái thợ săn nó lại hỏi chứ ông thầy chưa, ông có thấy con thỏ chạy gần đây không? Ông thầy ông vừa dịnh thỏ mà ông nói không có, nhưng mà hồi nó thấy cái vết máu, nhưng mà nó nghi vậy. Hỏi chứ ông thầy chùa nó láo không? Nó hỏi vậy. Rồi sao nó chứ vậy à, vậy tôi hỏi ông thầy chùa, ông tôi có sát sanh không? Vậy nó muốn quật ngược lại là ông sát sanh nó có máu đó. Ông nói ôi, ông mà giết, ông bắn một mũi cung ông vương ra vậy đó, ông bắn bao nhiêu thú.
Nó nói mỗi một mũi thì bắn con, cao nhất là 2-3 con thì thôi, chứ làm sao mà bắn nhiều được. Còn ông bắn một mũi tên, ông bắn ra nhiều. Mà nếu thầy chùa này ông nói là ta tu với Bồ Tát thì ta không có được bắn tên, thì nếu đúng lực á, đúng là nói lời chân thật nha. Tại với Bồ Tát là thầy chùa không có được bắn tên à, không có được cầm, bởi cho nên không có được cầm súng, thầy chùa không có được cầm súng à, không có được chứa khí cụ sắc xanh á. À, cho nên ông mới nói ô, ông bắn con ta mà dung một mũi ra là ta bắn chết lộp đột cả trăm con, có khi cả ngàn con á. Này hết hồn chứ, tại đây ra sử tóc chứ. Tưởng đâu thầy chùa xưa nay không từng cầm cung nỏ, mà không ngờ ông thầy chùa này sao nói can đảm như vậy. Thì cuối cùng ông nói, ông thầy ông khai thị chứ đó. Thật sự là ông bắn cái gì, ông bắn cái tâm thức chúng sanh á. Là cái mũi kiếm nhọn, là mũi kiếm trí tuệ mà bắn ra là bà nó nổ tung cái tâm thức chúng sanh ra đó, không? Nhưng mà cái người xưa là gặp cái bậc, thời xưa nó gặp cái bậc đó là cái bậc thượng căn, cho nên nó người ta giống như cái trái chín mùi rồi, cái trái nó chín mùi rồi, thì khi mà ông tổ nói câu người ta liễu ngộ, ta suy nghĩ. Còn mình ngày nay nói khô nước miếng, mà thời nay nó có học đó, mà nó không có chịu suy nghĩ. Cái học khác rồi. Cái đó là trí thức thầy. Còn trí tuệ nó khác. Hồi đó các bậc thượng căn á, nói câu là ta suy nghĩ điên đầu luôn á. Ta ngày nay cái thời buổi mình là cái thời buổi không văn quá, nhưng mà văn quá chửi. Chửi quá là chửi mà nó có ý nghĩa gì hết trơn cái hồi xưa không? Các cổ nhân ta chỉ mở ra một câu nho thôi, một cái câu mà thành ngữ hay là cổ ngữ thôi, nó đau cả một cái cuộc đời mà coi như không. Bây giờ càng chữa nhiều thì người đó càng nổi. Ok rồi, con cảm ơn thầy, con đi làm nghe. Rồi bây giờ chừng nào đưa cái này nó mời cái gì vậy ông? Bữa nào nhà thờ nó mời đi nhà thờ chơi, bữa nào tôi mặc đồ thường đi nhà thờ chơi. Okay.